Anh Ben đâu rồi? Bạn Ben đang ngồi trước xe ô tô. Bạn định xây dựng. Thế cho bạn Ben đang làm gì nào? Bạn Ben cầm vô lăng lái thử đi. Ben cầm nào. Đúng rồi. Ú nhẹ thôi, nhẹ quá hỏng một chút. Cái này tay cách nó nhẹ thôi này. Đấy, nhẹ thôi. Mày mình ngồi xe đây mình lái ghê ơi. Mình cứ lái này nha. Một chán thì gọi bà đỡ cho nhé chưa. Đấy, mình gắp lá đi. Bà đang ngồi trong cái xe rất chi là to. Bà muốn xuống chưa? Là bà mở cửa đó đón men xuống nào. Rồi bà lấy mũ đợi vào đi. Ôi cái chắc của con giảm lên đấy. Ôi đôi thuốc của chú xuống rồi để bà lấy lên nhà chú. Rồi đợi mũ lên. Rồi bước chân xuống đây. Bé có giỏi bên nhảy xuống được không? Không nhảy được đâu, nhảy là phải đau đấy. Bước chân xuống đây. Đây. Ở tập bà bế nha. Chạy chân vào bế. Ôi bé đứng xuống mà thôi. Eo được từ cái bẩn này nhìn bẩn. Đứng mà cấp mà đây. Áo cửa lại được chút. Để mạnh lên. Đúng rồi. Ok. Rồi, ta đi về nào. Bye bye cái xe đi. Cảm ơn cái xe nha. Chào các bạn nhỏ nha, Ben về đây. Mua cho nhá. Đã vướng lắm, không cầm được. Ôi xe nhiều con này.
Wow, xe đẹp nhỉ. Để đó con cô này. Xe gì đây? Xe chở phi thuyền à? Ô tô chở bánh kem. Đúng không? Đi nào. Đây có bé Trúc này. Bé đây. Bé. Cái gì đây? Hả? À? Bên đây đây mà. Lại đây có máy xúc ăn à? Đây là ô tô nhiều nhờ. Xe có cánh nè. Có thấy máy xúc đây chưa? Xúc nhân nè. Nhân này bên có rồi. Tên lửa bên có rồi đúng không? Đúng không? Máy bay kìa. Đây à, máy bay này, máy trực thăng này, xe tên lửa này. Đúng không? Em thích cái đó không? Này. À, bộ Lego. Đây máy xúc cái gì đây? Ôm lấy bà coi. Hả? Bê tông nè. Bê tông à? Ừ. Để đứng đây. Cầm ngang. Đâu được kiện nào? Rồi gắn cho cô đi. Đó đi. Cái này coi khác. Đâu rồi? Xếp vào đây cho ba này. Tô ra nhiều nè. Ô tô à? Xe chở rác nè. Xe này xe chở rác à? Không phải. Xe này chở. Xe này chở tù khác đi. À, này xe chở ô tô. Với nhau cả rồi. Xe máy xúc này, máy xúc đất này, mô hình máy xúc đấy, ô xe tăng này, xe ô tô của xe tăng này, tên lửa này, đi nhờ, đúng không? Đây là xe gì? Ta về thôi. Ta một chỗ uống nhá. Ba về đây mà. À đúng rồi, ba để sai rồi. Ba để sai rồi. Ta về ha. Bạn đi. Chào các bạn đi. Mẹ Ben đi đâu? À, Ben mua có bim bim và bây giờ Ben cho thời gian bim bim này các bạn ơi. Bây giờ Ben bóc bim bim nào. Đây có một con công rất là to, ba con công luôn. Nha, à, đây là cho ba công trước này. Cho ba công xong con chỉ sau. Đây. Công ơi. Đó, chị công đấy. Tâm nha, nhốt ở đây để không ra được nha. Rồi lên cho bim bim đi. Bên đây này, bên đây cho chị An đi. Lấy hả, lấy. Hay là anh em cho đây, anh cho chị kia kia bim bim đi. Đưa, đưa cho anh.
nhóm cá này là đánh ở trận giờ này, còn nước này à, bắt tay thôi, bắt tay, bắt tay à, nó không ăn, bắt tay, 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 bẻ, bẻ, bẻ tay thôi nhỉ, đừng có mút tay rồi. Các bạn nói khác cho ăn này, có nước gì cho kiến à, cho ăn này à, cá này, cá bì bì này, cá này không ăn, ăn mút ra ngoài. Con ăn đi thôi, chỉ không ăn con ăn đi thôi nhá. Ừ, con ăn đi. Con ăn đi. Mời các bạn nhìn đi. Bạn nhìn bên nha. Hôm nay các con chỉ đi cho ăn mà chỉ không ăn nha. Con nha, chỉ càng tay em nha. Hả? À, mũ bẩn ạ. Chơi đi nhá. Em đem đi về đây. Rồi chào Kỳ nhá.